Kính chào quý vị và các bạn. Khu vực Nam Bộ dự báo những ngày tới trời nắng mạnh và nóng, trong khi đó Bắc Bộ nắng muộn về trưa chiều, hanh khô giảm. Độ ẩm sẽ có xu hướng tăng dần, như là tại thủ đô Hà Nội, độ ẩm thấp nhất ngày mai là 53%, những ngày sau đó thì độ ẩm sẽ tăng dần lên mức là 55-65%. Với mức ẩm như thế này thì ban ngày mọi người sẽ cảm thấy đỡ khô hơn so với những ngày trước. Đêm và sáng độ ẩm sẽ tăng cao trên 80%. Đây chính là điều kiện để hình thành hiện tượng sương mù. Và sương mù thì sẽ làm cho tầm nhìn ở khu vực Bắc Bộ giảm xuống chỉ còn từ 1 đến 4 km. Riêng ở vùng núi cao, một số nơi tầm nhìn còn có thể là dưới 500 m do sương mù dày. Về nhiệt độ thì cao nhất ngày mai ở thủ đô Hà Nội cũng như là các nơi khác như thành phố Ninh Bình, thành phố Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng sang tới Lào Cai, Điện Biên Phủ hay Sơn La phổ biến trong khoảng nhiệt là từ 22 đến 26 độ C, trời ấm. Với Trung Bộ thì các thành phố từ Thanh Hóa đến Đồng Hới ngày mai trời tạnh ráo, có nắng, nhiệt độ đây là 22 đến 25 độ C. Đông Hà và Huế thì trời mưa rét 21 độ C, còn từ Đà Nẵng trở vào đến Nha Trang đôi lúc trong ngày sẽ có mưa rào và nhiệt độ là từ 25 đến 27 độ C. Nam Bộ trời nắng mạnh và nóng, nhiệt độ cao nhất ngày mai ở thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Phú hay Biên Hòa là 34 độ C. Một số nơi ở những vùng trũng thấp ven sông, ven kênh rạch ở thành phố Hồ Chí Minh ngày mai còn có thể bị ngập do chiều cường, bởi vì dự báo là mực nước cao nhất vào thời điểm sáng sớm và chiều tối mai ở trạm Phú An sẽ đều vượt qua mức báo động 2. Chuyển sang thời tiết biển, khắp các vùng biển từ Bình Định xuống đến Cà Mau, ra đến ngoài khơi của huyện đảo Hoàng Sa và phía tây của huyện đảo Trường Sa vẫn có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Riêng ở huyện đảo Trường Sa thì quý vị cần phải đề phòng với mưa dông dễ đi kèm theo lốc xoáy. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trong đêm nay và ngày mai.